ơi, hiện tại dòng xe Raider nè, xe chi chính hãng và xe chi tư nhân đang có xu hướng giảm rất là nhiều. Muốn biết giảm bao nhiêu, cùng Ngọc tìm hiểu nha. Đây, ở đây là Ngọc có em xe chi, đây là phiên bản tư nhân nha cả nhà. Mâm là mâm zin, mâm màu đỏ là mâm zin. Chỉ có dàn áo là bên Ngọc sơn lại. Thì dàn áo này mình sẽ gọi tạm là màu xanh sữa, nhưng mà trên giấy tờ em nó sẽ ra là xanh đen. Ví dụ như mà sau này mình đi mình chán màu này á, mình có thể lên ví dụ như là xanh lục bảo nè, xanh ngọc hoặc xanh nhớt đều được, tại vì giấy tờ vẫn là xanh đen. Nói chung là ok cho mình đó nha. Ở đây Ngọc có độ xương xương thêm một số phụ kiện như là ba ga, két nước chống đổ đó, chỉ độ thêm một số cái. Và đối với dòng xe nhập khẩu thì đa phần là không tách được đèn, nên bên em Ngọc sẽ có hỗ trợ độ thêm công tắc đèn. Thì những cái phụ kiện này á là Ngọc sẽ có giảm giá nè, cũng như là hỗ trợ bảo hành cho mình luôn. Mình muốn biết giá như thế nào, quan tâm về em này hay là muốn coi hình ảnh chính xác cụ thể á, liên hệ Zalo để em chụp hình em gửi cụ thể cho mình nha. Rồi, tiếp theo đây đi ạ. Đây là em có Raider màu tím iPhone. Thì cái dòng Raider này nè cả nhà, cái phần đèn trước và đèn sau á, nó hơi vướng một xíu. Thông thường á, thì đa phần là khách bên Ngọc mua xong sẽ tích hợp cho gọn lại giống như em này, vẫn được nha cả nhà. Bên em vẫn hỗ trợ tích hợp lại được nha. Và chi phí thì nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi à, không có cao. Rồi, còn nếu mà bạn nào mà thích để như vậy thì vẫn để được, không sao hết nha. Còn đây là màu sơn, màu 3D. Màu này là màu tím iPhone. Cả nhà mình cũng biết rồi, năm nay màu tím iPhone cực kỳ hot luôn. Ví dụ em này, mình mua màu zin nguyên bản chỉ có 43 năm, còn màu này là 47 triệu. Liên hệ đặt lịch trước là sẽ được bớt 2 triệu nha. Gọi điện thoại liền cho Ngọc nè, 0933164446. Đây là có xe chia màu xanh lá. Màu này là cũng là màu 3D luôn nha cả nhà, phiên bản tư nhân. Bản tư nhân mình lấy màu này sẽ là 50 triệu dành cho bản tư nhân. Còn mình lấy màu zin thì chỉ có 48 triệu thôi nha cả nhà. Muốn biết chính xác thì cứ liên hệ đi rồi em báo giá cụ thể chính xác cho mình nha. Rồi đây là có xe chia đỏ Candy. Đây, đỏ Candy là phiên bản chính hãng nè. Màu 3D bản chính hãng là 48 triệu nha cả nhà. Đây, phiên bản xe chia nhập chính hãng. Màu đỏ Candy, mâm đỏ luôn cho tông sạc cao tông nha. Rồi tiếp theo bên này là có xe chia xanh xi măng. Đó, màu xanh xi măng kết hợp với bánh mâm màu đỏ cũng rất là đẹp mắt luôn nha. Đa phần ở đây mấy màu sơn đó là ngọc sơn hơi lạ một xíu. Rồi có thêm Raider nè, Raider màu bạc kem. Đó, đa phần những cái màu này là bên Ngọc sẽ sơn rồi giống như kiểu là mình độ một số họa tiết khác khác nhau, hầu như là xe là tem không giống nhau đâu, cho nên là để cho ví dụ các bạn có mua hai xe thì nó cũng không kiểu bị trùng á. Rồi sẵn đây Ngọc báo giá luôn sau nít nha cả nhà. Sau nít màu zin hiện tại chỉ còn 49 triệu thôi dành cho màu đen nhám. Còn ví dụ trong trường hợp mình lấy đây chẳng hạn như màu 3D đi, màu hồng nè, rồi màu cam nè, màu xanh xi măng, thì mấy màu 3D này sẽ đang nằm ở mức giá là 51 triệu đồng. Nên mua xe mình liên hệ đặt lịch trước cho Bảo Ngọc, mình sẽ được bớt 2 triệu nữa nha cả nhà. Còn về màu trắng đỏ ranh xinh thì em đang bán 50 triệu, chỉ có 50 triệu thôi, mình không nghe nhầm đâu. Thật sự là Sonic giảm được mười mấy triệu rồi so với thời điểm trước đó. Rất là nhiều màu xe luôn, tha hồ cho cả nhà mình lựa chọn ha. Bên đó em có thêm mấy em xe chia nữa kìa, sẵn em quay cho mình cùng tham khảo nha. Thì ví dụ mà các bạn thích em nào á, mình cứ nhắn tin qua Zalo đi, rồi em sẽ tư vấn kỹ nè, cũng như là chụp hình gửi cho mình xem. Đây, đây là xe chia màu tím. Em có độ cặp bánh căm nha cả nhà. Rồi có độ thêm ốc đĩa nữa nè. Cái này là độ theo yêu cầu của khách á. Thì một xíu nữa là khách em sẽ tới lấy em này. Bên em có hỗ trợ trả góp luôn, mình trả trước 40% là được lấy cà về gốc. Còn nếu mà ở xa em có hỗ trợ chính sách giao xe tận nhà luôn. Mình muốn biết cái chi phí giao xe nè, cũng như là thủ tục giao xe sao thì cứ liên hệ cho em. Đây là em có xanh ngọc ha. Rồi có Raider nữa nè, có Raider xanh nhớt. Đây, đây có thêm xe chia đổ bánh mâm màu trắng. Rất là nhiều xe đẹp luôn nha cả nhà. Quan tâm em nào chụp màn hình gửi Zalo của Ngọc tư vấn nha. Gọi điện thoại liền đấy nè, Ngọc hỗ trợ cho mình 2 triệu nha.